trước cái nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân. Lúc xem lại 2 ngày chiếu X quang trước và sau khi bệnh nhân có bó lá ở dưới quê được hơn 10 ngày. Hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chày. Hình ảnh xương gãy nứt và hở đẩy giá trước. Và đây là phim chụp kiểm tra lại sau hơn 10 ngày bệnh nhân điều trị. Trên phim chụp thể hiện bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chày. Đường gãy có nứt và hở đẩy giá trước khá là nhiều. Sau bài phim ban đầu và phim kiểm tra lại sau hơn 10 ngày, hai phim không khác nhau là mấy. Hình ảnh xương gáy còn nứt và hở rất là nhiều. Hiện tại vị trí gáy của bệnh nhân còn nhức và buốt rất là nhiều. Hôm nay bệnh nhân về nhà thuốc dùng phương pháp đắp lá và cho uống thuốc nam nhanh nhẹn xương. Tiên lượng điều trị khoảng 20 đến 25 ngày là xương của bệnh nhân sẽ can hoàn toàn, và sau một thời gian tập luyện, bệnh nhân có thể đi lại, cử động và làm việc được bình thường. Anh nhìn cái xương chày bao nhiêu ngày rồi? Dạ 16 ngày đấy. 16 ngày. Nguyên nhân? Đau bóng. Anh lấy 1/3 xương chày nhé. Anh được cũng mát một chút đấy. Đóng người ta tê chân này. Và hai một người chân em tê trên chân họ bên dưới. Đi bó ở đâu đây? Bó ở huyện đấy. Huyện à? Trong chiều. Bó bao nhiêu ngày rồi? Bó 16 ngày. Xương ngồi chung lại đúng không? Vâng, chung lại hôm ngày 18. À, ngày 30 ạ. Năm anh bao tuổi rồi? Dạ, em 34 tuổi. Là tên 84 rồi? Dạ vâng. Vợ anh bao tuổi? 6 16. Được mấy cháu đây? Em một cháu. Mấy? Một cháu gái. Một cháu gái. Có như này chân anh chả cong là phải. Mà không đẹp làm sao được. Ôi trời ơi. Bó không nẹp chân, không nẹp thẳng được nhé, phải nắm cho nẹp. Quá là chân vời. Cái quả chân này bỏ lâu rồi. Nhanh không? Mới có mới một. Chân này á? Chân này khỏi là tầm rồi. Hơn 2. Nhưng mà thuốc này cần phải quá nhiều lần. Thuốc này á? Nhanh không? 5 ngày không nhiều. 5 ngày nhiều. Cái 5 ngày này phải là 3 ngày lại mang thuốc về á. Mang thuốc về đắp.
sĩ dọc vào này chưa? Dọc vào này, đừng đi qua đây. Ngồi ngồi đấy đi. Thì là cao hả anh? Ôi làm gì về này đau thế? Mình là thanh niên cơ mà. Lại là những chị hôm qua xem. Xem chị kêu. Chị đi xấu gì? Dạ vâng. Chị mà cái lìa chân nó đè cái mát cái gì? Vâng. Của anh không đau như thế đâu. Của chị ôm chân này gì? Vâng. Ôm gối khóc cái gì? Dạ vâng. Ôi, anh chuẩn bị trước làm gì? Đau đâu mà. Tôi em chuẩn bị đi thật. Bóc này ra là nó sạch. Con trai cơ mà nó đau cái gì nhiều đau đớn mình chịu được nên quá thì chịu thì nó lại không được nó vẫn đẹp anh ạ. Anh làm nghề gì? Em làm công ty cổ phần gỗ đất Việt. Gạch lắm. Gần nhà không? Dạ, cây okay. À thế nhanh nhanh. Xem chị đi sau chị kêu nhiều mà thấy sợ đúng không? Chị là đi 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 kìa. Hả? Ngoài xem thì anh đi rồi. Ừ, đi rồi đó. Chị xương mà chị á. Cũng nặng nhưng mà chưa phải nặng nhất đâu. Chưa nặng nhất. Nặng đấy cũng nặng nhưng chưa phải nặng nhất. Xương thì xương muốn nắn được thẳng xương mà nẹp vào, không nắn nhá, nắn xong mà nẹp vào thì thẳng thẳng được. Khác gì mình đổ bê tông ấy, trước khi đổ tông phải có sắt. Chắc được. Xương có đẹp. Đây đây. Đấy, đúng rồi. Chắc là xem video này chắc là hiểu hiểu hết đúng không? Cái quá trình đúng không? Nên là vì đấy khẩu trang với cả nó giấy ăn giấy bịt mồm miếng. Rồi. Thì đây là tốt. Có gì là bó là phải xương phải nắn được vào. Em. 20 ngày đi lại, tập đi lại cho em nhá. 20 ngày. Em ơi. Đi lại nha, bỏ vẫn bỏ được đơn đứng đẹp nhá. Xem anh thanh niên không? Dạ có. Thanh niên mà đi ra ngoài đây. À, em giặt quần này biết xem không đấy không? Ông anh bảo bó anh phá bột từ đây đến dưới ông mỗi ngày ông uống chai rượu. À rồi ông này biết này. Ông đi đi ngon này nha. Ông này trong bụng tâm. Cái này 77 cây. Ông có chai rượu không anh bảo phải bắt buộc phải chai rượu. Ừ. Mỗi lần tôi uống nửa chai chai. Đúng rồi. Yeah.
Anh chị đi đằng sau này vào nhé, anh đi đằng sau này vào. Để mang mèo khách chị. Lê đang quay video. Anh đi vệ sinh, nhớ cái chỗ nào quên. Anh đi chị trực tiếp à? Em đang lấy hình ảnh của anh. Đẹp trai hết đấy. Giống Hồng Sơn, anh giống Hồng Sơn này. Cái này là bó hoa nèo. Dạ, bó hoa nèo của bó xoay di chuyển này được nhé. Và di chuyển này được. Đấy, đi theo nhé. Thêm bó mặt này. Bay từ xe đi. Kiêng rượu bia nhá. Không cần chơi trực tiếp. Dạ. Không cần chơi trực tiếp vào trong. Không cần. Đúng là đấy. Cái gì cái có nẹp nắm, có nẹp nắm. Làm gì làm đúng quy trình rồi. Ngày đồ rượu đây hai lần đấy nhá. Dạ. Dạ dày tí thôi không? Dạ, 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 dạ. Cắt đó. Dạ dày thì kiêng rượu bia cho em ở đây nhá. Vâng. Về với bụt cắt thụ uống viện ăn nhiều lá mơ vào nhá. Lá mơ trần lân. Được đấy thì nó khám cho. Như là một ngày đầu tiên. Đi cái việc, đưa cái việc. Đổ vào cái này. Việc. Nó khám ở nhà, nó khám được. Sư phụ của em. Đúng rồi, bố em đấy. À, bố anh à? Bố thì đợi cho con mất. Bạn có thể con để cho con khám. Con được. Cái này được. Bố với em thì một ngày đồ rượu ra hai ba lần cho em nhé. Bố tắm hơn tháng đã khỏi. Rồi quay xong rồi. Là bị gợi ý đấy hả anh? Chào anh nhé. Xin anh muốn chụp lại đây à? Vâng, chụp lại ngày 26. Ngày trước anh yêu mình cái 1/3 sân chày này. Đá bóng này. Hình ảnh nhắn tin về phải đem sân can hóa rất tốt nhé. Gần như là hoàn toàn rồi. Ngày trước anh bó ở dưới quê được bao nhiêu ngày? Anh bó ở quê được 13 ngày. 13 ngày. Chưa có tiến triển nhé. Đã chưa có tiến triển. Sau khi anh đặt thuốc chúng em, đợt nhà thuốc chúng em đắp và uống thuốc đúng không? Dạ vâng. Được bao nhiêu ngày thì anh đi lại, được? 25 ngày. 25 ngày. Dạ vâng, em chống lại đặt chân xuống đất đi lại. Chỗ này anh nhận thuốc chưa? Được rồi, lại làm nào mình thuốc. Chưa được lại được đi. Anh đi em vào dài anh ký nhận. Ngày hôm qua vào khoảng 20 giờ. Mỗi bộ đi lại này rất tốt rồi. Tôi có đi về nhà đến quán nhà anh Phú. Tôi có đánh rơi một chiếc ví màu da đen. Bên trong có một số giấy tờ, một thẻ căn cước mang tên Cao Văn Phước, một đăng ký xe 29X1-14163, một đăng ký xe Z33B642. Nếu ai nhận được thì vui lòng liên hệ Cao Văn Phước. Anh đi một thời gian nữa là bình thường. Đi anh đi đi đây, anh đi đây. Anh đi đây. Rồi đi thêm cho em một vòng nữa. Ui giời, sao lại ăn này sáng chưa giải xong. Hiện tại đây, hai chân nắn hoàn toàn nhé.
còn hơi sưng thì anh gấp cái máu phải cứu em trong gần mấy năm sau, mấy năm 2 ngày sau là anh gần như đi bình thường nhé, một tháng sau anh đi bình thường, mai em chỉ hiệu thuốc cho anh là anh đi bình thường nhé, chào anh nhé.